Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phương Thành Review. Đây sẽ là series hoàn toàn mới, nơi mà chúng mình sẽ tổng hợp những tin tức về game, về PC cũng như những công nghệ tiên tiến nhất. Đồng thời còn có chuyên mục Cấu hình phải thử, nơi mà chúng mình sẽ đề xuất những bộ PC hợp lý nhất về giá cũng như hiệu năng cho những bạn chưa biết nên build cấu hình như thế nào để có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bản thân. Thôi, không dài dòng nữa, cùng mình bắt đầu thôi nào. EA Sports FC 24 tiết lộ nhiều cập nhật liên quan đến Carrier Mode. Gần đây, một số thông tin về chế độ Carrier Mode trong tựa game sắp ra mắt của nhà phát hành EA đã bị leak ra ngoài. Các chi tiết tiết lộ bao gồm tính năng mới cho phép bạn thuê người đại diện của cầu thủ và tự quyết định câu lạc bộ bạn muốn gia nhập. Chế độ huấn luyện tổng quát sẽ cho phép bạn tạo ra một huấn luyện viên chính cho đội nhà. Đặc biệt hơn, game sẽ còn bổ sung thêm một vài cutscene. Những thay đổi này sẽ giúp EA củng cố lòng tin của các game thủ trong thời gian sắp tới. Genshin Impact kể từ khi ra mắt đã tạo ra cơn sốt lớn cũng như đem lại khoản doanh thu cực kỳ lớn cho miHoYo. Thế nhưng, theo diễn viên lồng tiếng tham gia vào trò chơi này, họ đã không được thanh toán lương trong nhiều tháng và điều này đã gây ra tình trạng khó khăn về mặt tài chính. Cụ thể, vào ngày 12 và ngày 13 tháng 7, hai diễn viên lồng tiếng của Genshin là Randon Winler và Corina Berger đã lên Twitter nêu lên vấn đề rằng cả hai vẫn chưa nhận được số tiền lương mà họ đang phải nhận từ năm ngoái. Vụ việc này đã trở nên rất được quan tâm nhiều ngày qua. Mới đây, miHoYo đã chính thức lên tiếng. Họ cho biết đã thanh toán đủ số tiền mà Studio Formosa, studio trung gian giữa miHoYo và diễn viên lồng tiếng. Chúng mình sẽ không giống như Formosa. Vì đến hẹn, chúng mình sẽ lên cấu hình phải thử. Hôm nay, chúng mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ PC với con chip Core i5-10400F, kèm hình 1660 Super, RAM 16GB. Thông tin thêm cho các bạn chưa biết, gần đây, Intel đã ra mắt bộ vi xử lý Goldie mới nhất, được sử dụng để đào tạo AI tại Trung Quốc. Thị trường đóng góp 27% tổng doanh thu của họ vào năm 2022. Intel cũng công bố hợp tác với tập đoàn Inspur, nhà máy sản xuất máy chủ AI lớn thứ hai thế giới để sản xuất máy mới chạy trên Goldie. Với bộ PC này, sẽ đáp ứng cho các bạn hầu hết các nhu cầu như học tập, làm việc, chơi các tựa game AAA một cách mượt mà và ổn định nhất. Bây giờ, đến phần tiếp theo nào. Vừa qua, Microsoft đã chính thức chiến thắng phiên tòa phán xét tính hợp lý của thương vụ mua bán được xem là lớn nhất ngành công nghệ trước FTC. Với chiến thắng này, Microsoft đã rộng đường tiến đến việc mua lại Activision Blizzard trên đất Mỹ. Trước mắt họ vẫn còn một số rào cản khác nhưng có phần nhẹ nhàng hơn. FTC có thể đưa ra quyết định kháng cáo trong thời hạn trước ngày 15 tháng 7, nhưng các chuyên gia nhận định rằng khả năng này không lớn. Nhìn chung, trong vụ kiện lần này, bên được lợi nhất sẽ là game thủ. Khá nhiều chuyện thâm cung bí sử bị các bên mang ra phơi bày. Thậm chí trong văn bản tranh luận của mình, Microsoft cũng hé lộ luôn PS5 Slim và PS5 Pro của đối thủ Sony. Và đó là tất cả thông tin chúng mình đem lại cho các bạn tuần này. Nếu thấy hữu ích, hãy like video, subscribe kênh, ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng mình. Phương Thành Review, hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.